Thưa quý vị, tái sản xuất phải như chiến đấu và không thể để lỡ mùa vụ. Và đó là chỉ đạo cũng là yêu cầu của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại buổi làm việc của Đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ địa phương khắc phục sản xuất sau lũ và kiểm tra công tác phòng chống thiên tai. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã nhấn mạnh công tác chỉ đạo khôi phục sản xuất sau bão lũ giống như nhiệm vụ chiến đấu và không để lỡ mùa vụ của nông dân. Trước mắt, thì Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế cũng đã đề xuất các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ 456 tỷ đồng khôi phục đời sống nhân dân. Về lâu dài, đề xuất chính phủ, các tổ chức quốc tế quan tâm hỗ trợ cho tỉnh 1.394 tỷ đồng khắc phục các công trình thủy lợi, đê điều, giao thông, đồng thời triển khai các dự án quan trọng cấp bách. Cũng trong chiều nay thì Đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Sau bão lũ thì Quảng Nam bị thiệt hại ở trên 10.000 tỷ đồng, trong đó riêng nông nghiệp chiếm khoảng 80%. Sau thiên tai, tỉnh đang tập trung hỗ trợ người dân sản xuất các loại cây con ngắn ngày để nhanh chóng có thu nhập. Tuy nhiên, do hậu quả hết sức nặng nề nên rất cần sự hỗ trợ kịp thời từ các bộ ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giống cây trồng và vật nuôi. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đắk Nông cho biết, từ đầu năm cho đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 đợt mưa lớn khiến cho hàng loạt công trình cầu dân sinh, đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hecta hoa màu, nhà dân đã bị ngập. Ước tính tổng thiệt hại do các đợt mưa lũ gây ra là khoảng 70 tỷ đồng. Mưa lớn đã khiến gần cho 100 căn nhà bị ngập lụt và chia cắt, trên 600 hecta cây trồng các loại bị ngập nước hư hỏng, gần 66 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, mất trắng. Tuyến đường nối xã Đắc Hà, huyện Đắk Long đi phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa. Tuyến đường tỉnh lộ 4B đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch thác Liên Nung, xã Đắc Mia, thành phố Gia Nghĩa bị sạt lở, sụt lún gây ách tắc giao thông. Chín cầu dân sinh bị trôi sập và nhiều cây cầu khác xuống cấp nghiêm trọng sau lũ. Mưa lớn cũng cuốn trôi nhiều kênh cống thoát nước. Để sớm phục hồi sản xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa 19 công trình, bao gồm đường, cầu, cây mương, thủy lợi, với tổng kinh phí là 92,5 tỷ đồng. Tính đến nay, đã gần 50 ngày xảy ra lũ quét kinh hoàng tại miền núi Quảng Nam, khiến cho nhiều người chết, mất tích và trôi nhà cửa. Trong thời gian qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã liên tục chỉ đạo các bộ ngành và địa phương bằng mọi cách khẩn trương ổn định cuộc sống của người dân. Một trong những công việc rất quan trọng hàng đầu đó là xây dựng lại nhà kiên cố, an toàn để người dân mất nhà, an cư trong những ngôi nhà mới. Hiện nay thì chính quyền tỉnh Quảng Nam đang gấp rút xây dựng nhiều khu tái định cư mới dù thời tiết không thuận lợi. Ghi nhận tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong ba khu nhà tạm dành cho hơn 30 hộ gia đình đồng bào Ca Dông, xã Trà Vân bị mất nhà do sạt lở đất vào cuối tháng 10 vừa qua. Vừa bước ra cửa là sình lầy. Gia súc gia cầm được nuôi cạnh những khu nhà tạm nên không đảm bảo vệ sinh. Trong khi đó, các công trình nước sạch vệ sinh hầu như không có, lương thực thực phẩm được cung cấp đầy đủ. Như nhiều gia đình khác ở đây, gia đình anh Trịnh Văn Thông không lo cái ăn, không lo thiếu đói, mà lo nhất là chỗ ở cho gia đình mình. Thế nào nhưng mà cũng hơi lo sợ chứ. Lo sợ gì? Dạ, sợ trời gió bay bạc rồi đó. Thế thì mình nước mà mong muốn sao? Dạ, mơ được có ngôi nhà. Huyện Nam Trà My đang gấp rút xây dựng hai khu tái định cư cho 160 hộ dân xã Trà Len và Trà Vân. Công đoạn khảo sát đã xong, ngay trong tuần này sẽ tiến hành xây dựng. Theo đó, mỗi hộ gia đình được cấp vườn nhà 240 m², trong đó gồm một nhà chính, nhà bếp, công trình vệ sinh và sân vườn trị giá hơn 150 triệu đồng một nhà. Cái vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở của Trà Vân, Trà Len thì hiện nay chúng tôi thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ, cùng một lúc là triển khai hai khu dân cư để phải hoàn thành để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết nguyên đán năm nay. Trước khi đưa ra quyết định chọn đất xây dựng khu tái định cư, chính quyền địa phương đã tổ chức họp bàn lấy ý kiến của người dân và những người có kinh nghiệm như già làng Đinh Văn Dũng. Kết hợp kinh nghiệm của người dân địa phương và công tác khảo sát địa chất của cơ quan chuyên môn là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng khu tái định cư mới. Cái đất này rất là chắc, an toàn. Làng cũ đà? Làng cũ, bên trước là làng cũ của bố. Bố dây ở qua bên sát lở đó. Khó khăn nhất hiện nay trong việc xây dựng khu tái định cư cho người dân, đó là thiếu những vị trí được cho là an toàn để làm nhà.
tỉnh Quảng Nam kết hợp sử dụng nguồn vốn từ dự án sắp xếp dân cư miền núi, nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn đóng góp của người dân và doanh nghiệp để ưu tiên xây nhà cho gần 500 hộ gia đình thuộc huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn đã mất nhà do mưa lũ vừa qua. Ngược xuôi khắp nơi, chấp nhận tốn thêm tiền mà vẫn không mua được lúa giống. Vậy là nhiều nông dân buộc phải sử dụng lúa giống kém chất lượng. Đây là thực tế hết sức đáng lo ngại tại tỉnh Khánh Hòa, nơi mà vụ lúa hè thu vừa qua, nhiều cánh đồng phải ngưng sản xuất do nắng hạn. Và cũng chính vì vậy, bước vào vụ lúa đông xuân hiện nay thì vụ lúa quan trọng nhất trong năm thì thiếu lúa giống là tình cảnh chung của nhiều hộ nông dân. Giải quyết thiếu hụt lúa giống đang là nhu cầu khá bức bách sau thiên tai. Tỷ lệ nảy mầm chỉ khoảng 60%, không thể hơn được, bởi chỗ lúa giống mà bà Oanh sắp gieo xạ vốn là lúa dành để ăn, chứ không phải lúa giống. Nhưng mà buộc phải gieo chứ bây giờ đi mua giống không ra. Thì bây giờ cứ lấy giống nhà mà làm lại, chứ giờ cũng không biết sao. Vụ hè thu vừa qua, toàn tỉnh Khánh Hòa gieo xạ không quá 7.000 hectare lúa, và có đến 12.000 hectare đất phải bỏ vụ do nắng hạn gay gắt. Vì vậy, lúc này, có địa phương, cứ 10 gia đình, thì 7-8 gia đình không có lúa giống để gieo xạ. Thì qua mấy xã khác ta có làm á, mua gì à, có người không có tiền mua, xong lấy giống cũ, xuống rồi sáng giờ nắng mất mộng, rồi cùng đường rồi, tiền cũng có tiền mua nữa. Cuối tháng 8 năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin hỗ trợ 1.650 tấn lúa giống các loại từ nguồn dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, do chủng loại lúa giống mà tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ đã hết, nên đến lúc này vẫn chưa có nguồn lúa hỗ trợ sau thiên tai. Vậy là, để kịp vụ sản xuất, nông dân ngược xuôi tìm mua lúa giống. Giá lúa giống ở mức 14.000 đồng 1 kg. Tiền mua lúa giống thực sự là gánh nặng. Nhưng theo nhiều nông dân, có tiền chưa chắc mua được lúa giống. Thì sợ là nó cái độ nảy mầm nó không có đạt yêu cầu. Tại vì cái chất lượng cái khi mà mua là không phải là mua giống mà là mua lúa thịt để về sản xuất. Để gỡ khó cho nông dân, một số hợp tác xã liên kết sản xuất lúa giống với các công ty đã hỗ trợ lúa giống cho nông dân theo phương thức chỉ thu trước một nửa tiền giống, còn lại khấu trừ vào cuối vụ khi thu mua lúa giống mà nông dân sản xuất. Phối hợp với các công ty sản xuất lúa giống và đồng thời là cái nguồn giống ở các tỉnh bạn cũng hết sức chủ động, cho nên là bà con sẽ chủ động được cái nguồn giống ngay từ đầu vụ. Vụ lúa đông xuân ở Khánh Hòa với 18.000 hecta là vụ lúa quan trọng nhất trong năm. Nếu không giải quyết bài toán thiếu hụt lúa giống thì những gì mà thiên tai gây ra trong vụ lúa trước chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng đến cả vụ này. Và đó là điều mà nông dân thấp thỏm lo âu ngay từ đầu vụ sản xuất. Chính phủ Thái Lan hôm qua đã đưa ra một loạt các biện pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở thủ đô Bangkok. Theo đó, thì chính quyền sẽ ngăn chặn việc nông dân đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Các ngành công nghiệp được yêu cầu giảm sản xuất, hạn chế thời gian thi công xây dựng. Các trạm kiểm soát sẽ được thiết lập để chặn các phương tiện thải khói đen, đặc biệt là các xe chạy dầu trên 15 năm vào thành phố. Chỉ số chất lượng không khí là AQI ở thủ đô Bangkok hôm qua đã tăng vọt đến mức có hại cho sức khỏe, xếp thứ 3 trong danh sách các địa phương ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới. Với các chỉ số AQI là 190 so với ngưỡng an toàn là 100. Giới chức y tế cảnh báo người dân Bangkok nên đeo khẩu trang mọi lúc khi ra đường và tránh tất cả các hoạt động ngoài trời không cần thiết.